Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Chủ tịch là nạn nhân hay tội đồ trong trò chơi vương quyền của Tổng Trọng? Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng được công luận đánh giá ít có biểu hiện tham nhũng về mặt vật chất và tiền bạc. Nhưng ông Trọng luôn bị cáo buộc là kẻ tham nhũng quyền lực. Sau đại hội 13 năm 2021, về ông Trọng tiếp tục ở lại giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, trái với Điều 17, Điều lệ đảng đã khiến công luận trong nước và quốc tế hết sức ngạc nhiên vì một người đứng đầu một đảng cầm quyền nhưng lại ngang nhiên chà đạp lên những quy định mang tính nguyên tắc. Và đây là hình tân chủ tịch nước Tô Lâm bị ép nhậm chức với nhiều điều uẩn khúc. Kể từ đó đến nay, với tình trạng tuổi cao, sức yếu, nhiều ý kiến cho rằng ông Trọng sẽ nghỉ ngơi để yên vui tuổi già với gia đình và con cháu. Hơn thế nữa, trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Tổng Trọng đã chính thức tuyên bố trước Ban chấp hành Trung ương đảng rằng ông sẽ nghỉ hưu và trao quyền lãnh đạo lại cho thế hệ kế cận. Một điều đáng ngạc nhiên khác đó là Hội nghị Trung ương 8 được đánh giá là hội nghị đầu tiên mà uy tín của Tổng trọng là giảm sút chưa từng có. Có lẽ đây là lý do đã khiến Tổng trọng tuyên bố rút lui. Theo giới quan sát, ngay trong thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 8, trên website của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã đăng bài viết Lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đây là hiện tượng chưa từng có vì bài viết này không hề tránh né mà tấn công trực diện Tổng Bí Thư. Hơn nữa, bài viết đã trích dẫn phát biểu của lãnh đạo cấp cao trong Hội đồng Lý luận Trung ương do Tổng Trọng trực tiếp quản lý. Trong lúc đó, đương nhiệm Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam là ông Đỗ Tiến Sĩ. Cụ bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, một người đồng hương và là đàn em thân cận của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đó là lý do kể từ sau hội nghị Trung ương 8 đã có không ít các cáo buộc cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm là người đứng sau một âm mưu nhằm tím quyền lãnh đạo đảng của Tổng Trọng. Khi Hội nghị Trung ương 8 kết thúc vào tháng 10 năm 2023, thời gian còn hơn 2 năm mới đến kỳ khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 14, nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để bàn về việc quy hoạch nhân sự cho Đại hội 14. Nhưng Tổng Bí Thư và các lãnh đạo cấp cao của đảng đã vội vã quyết định thành lập 5 tiểu bang phục vụ cho Đại hội 14. Trong đó, tiểu bang văn kiện và tiểu bang nhân sự đều do ông Trọng đảm trách và đây là hình tổng trọng bị nghi ngờ cố ý tạo ra tình huống để có thể trở thành tổng bí thư nhiệm kỳ thứ tư. Như vậy, rõ ràng, tổng trọng là người quyết định việc lựa chọn đường lối của đảng và nhà nước, cũng như lựa chọn nhân sự cho ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khác của đảng cho nhiệm kỳ năm 2026 đến năm 2031. Có ý kiến nghi ngờ cho rằng, phải chăng tổng trọng đang dọn đường để tiến tới ngồi tiếp nhiệm kỳ tổng bí thư thứ tư của ông tại đại hội đảng 14. Điều này hoàn toàn phù hợp với những đánh giá của một số nhà quan sát khi cho rằng ông Trọng sẽ bám ghế tổng bí thư cho đến lúc chết với nhiều lý do khác nhau. Tập thể Bộ Chính trị trước Hội nghị Trung ương chính đã gây sức ép để buộc ông Tô Lâm phải rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an, chuyển sang ghế Chủ tịch nước, ít quyền lực hơn. Cộng với sự lộn xộn bất thường trong việc bầu, chuẩn thuận để ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước và việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đã cho thấy điều đó. Và đây là hình tổng trọng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Để tạo tính chính danh khi ngồi lại nhiệm kỳ thứ tư, ông Trọng và phe cánh đã tạo ra một tình trạng hết sức lộn xộn với những xáo trộn cực lớn. Thông qua việc loại trừ hàng loạt các lãnh đạo cấp cao nhất, đồng thời đổ mọi tội danh cho Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm Gánh với lý do lạm quyền để ngán chân của đối thủ trong cuộc đua. Về danh chính ngôn thuận, việc tạo phản của Tô Lâm đã giúp cho tổng trọng có cơ hội ra tay, trở thành người hùng cứu vãn sự sụp đổ của đảng. Như vậy, Tô Lâm là kẻ tội đồ, điều này cũng tạo ra một lý do chính đáng cho việc có thể xử lý Tô Lâm trong thời gian tới. Chiêu trò này sẽ giúp ông trọng trở thành tổng bí thư nhiệm kỳ thứ tư mà vẫn không bị mang tiếng là một kẻ tham quyền cố vị. Một kế hoạch được cho là do tổng trọng chỉ đạo cho Bộ Quốc phòng và Tổng cục tình báo quân đội, đó là tạo dựng ra một bộ hồ sơ giả về một kế hoạch đảo chính không tiếng súng do Tô Lâm dẫn đầu. Cụ thể, mời quý vị theo dõi ở phần tiếp theo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Chủ tịch là nạn nhân hay tội đồ trong trò chơi vương quyền của Tổng Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng không chúc mừng tân chủ tịch nước Tô Lâm Ngày 22 tháng 5, VOA Tiếng Việt cho hay, tân chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ, ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vào sáng ngày 22 tháng 5 đã tuyên thệ để trở thành chủ tịch nước mới của Việt Nam trong một buổi lễ tại Quốc hội, có sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam nhưng lại vắng mặt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. VOA dẫn báo chí trong nước cho biết, ông Lâm đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối là 472 trên 473 đại biểu có mặt tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Và đây là hình bản tin trên VOA. Tân chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt tay lên hiến pháp, tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. VOA cho biết, sau lễ tuyên thệ và diễn văn nhậm chức của Tô Lâm, Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tân Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được nhìn thấy tặng hoa chúc mừng cho ông Tô Lâm. Đáng chú ý theo VOA, buổi lễ nhậm chức của ông Tô Lâm không có sự hiện diện của tổng trọng, vốn theo thông lệ của đảng phải có mặt và cũng không có sự hiện diện của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để chúc mừng người kế nhiệm. Sau khi bầu ông Lâm làm nguyên thủ, quốc hội sẽ xúc tiến quy trình miễn nhiệm chức bộ trưởng công an cũng trong buổi sáng ngày 22 tháng 5. Và đây là hình tân chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Trước đó vẫn theo VOA, trong phiên họp vào chiều ngày 21 tháng 5, quốc hội đã phải thêm vào nội dung miễn nhiệm bộ trưởng công an đối với ông Tô Lâm sau khi bị dư luận phản ứng về việc ông Lâm sẽ lên làm chủ tịch nước nhưng vẫn nắm quyền ở Bộ Công an và sau khi có ý kiến của các có thẩm quyền. Và đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết. VOA nhận xét với việc ông Lâm lên chức ghế Bộ trưởng Công an hiện đang bỏ trống và vẫn chưa rõ ai sẽ là người lên thay ông Lâm. Bộ Công an dưới quyền ông Tô Lâm đã mở các cuộc điều tra nhằm vào các tập đoàn mà sau đó dẫn đến sự từ chức liên tiếp của các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ khác với vị trí đứng đầu Bộ Công an đầy quyền lực, nắm quyền một bộ máy an ninh rộng khắp của đảng, chức chủ tịch nước, dù là một trong tứ trụ triều đình ở Việt Nam, nhưng chủ yếu chỉ mang tính nghi lễ. VOA cũng cho hay, ông Lâm sẽ phục vụ cho hết nhiệm kỳ chủ tịch nước còn lại, cho đến năm 2026. Một nhiệm kỳ chỉ có 5 năm, mà cho đến nay đã có đến 3 chủ tịch nước, lần lượt là Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và giờ là ông Tô Lâm. Và đây là hình hai chủ tịch nước tiền nhiệm của Tô Lâm. Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán Hưng Yên, được cho là có bằng tiến sĩ luật và bằng cử nhân an ninh. Cả sự nghiệp chính trị của ông cho đến nay là ở Bộ Công an. Ông trở thành Bộ trưởng Công an từ năm 2016 và được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng hồi năm 2019. VOA bình luận với việc tổng trọng được dự đoán sẽ về hưu tại Đại hội 14 vào năm 2026. Ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là hai ủy viên Bộ Chính trị đã phục vụ qua hai khóa và được cho là ứng cử viên tiềm năng để thay thế ông Trọng trở thành lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Sau các cuộc điều tra của Bộ Công an do Tô Lâm dẫn đầu, khiến cho các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị mất chức. Giáo sư Abuja, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Đại học Quốc phòng tại Mỹ ở thủ đô Washington, từng nhận định rằng Ông Tô Lâm đã vũ khí hóa chiến dịch chống tham nhũng để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị của mình và trong công cuộc đốt lò ở Việt Nam, ông Tô Lâm là người chiến thắng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng không chúc mừng tân chủ tịch nước Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới